Xin chào tất cả mọi người, tôi đang có mặt ở Hà Nội sau 17 ngày xuyên Việt cùng với cả VinFast Lux SA. Như vậy là tôi đã trèo đèo lội suối, coi như là đi ngày này, đi đêm, lên đèo, đổ đèo, rồi là đi đường quốc lộ, vượt viếc các kiểu. Nói chung là tôi nghĩ là đủ trải nghiệm với cái VinFast Lux SA này. Và hôm nay thì tôi mới có thời gian để mà cập nhật với anh em về một vài cái gọi là cái bất cập ở trên xe, rồi là một số cái thiếu sót này nọ mà theo đánh giá cá nhân của tôi thôi nhá. Thì cái này ấy là tôi làm bởi vì là tôi nghĩ rằng một số người mà muốn mua xe thì sẽ có những cái cần những cái thông tin này để có cái nhìn khách quan, có cái nhìn rõ hơn, tốt hơn về cái xe VinFast này. Tôi nghĩ rằng các cái lỗi này thì hãng chắc chắn là biết, nhưng vấn đề là những người mua thì có thể là không biết. Đấy, thì tôi cũng hy vọng rằng là hãng sẽ sớm khắc phục các cái thiếu sót này. Đấy, thì tôi sắp tới đây tôi sẽ đi bảo dưỡng và tôi sẽ cập nhật lại. Thì tôi cũng có phản ánh với cả VinFast rồi. Đấy, cũng nhận được email rồi. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ tóm tắt cho anh em xem nhá. Thì thứ nhất nói về các cái lỗi nhá. Các cái lỗi thì tôi đi thì tôi thấy có mấy cái lỗi như sau này. Thì đầu tiên là cái lỗi màn hình đã, đúng không? Cái lỗi màn hình thì tôi đã bị một lần là nó đen thui đi. Đấy, nó đen thui đi và không làm được gì nữa. Đấy, khi mà lỗi màn hình thì mình sẽ không điều khiển được cái gì ở trên này, không bấm biết được cái gì hết ở trên này. Đó, mình không thay đổi được cái gì ở trên này cả. Đấy, và cũng không điều khiển được điều hòa các thứ luôn. Đấy, thế là chịu chết. Đen thui luôn, không làm gì được cả. Thì sau may quá mà lúc đấy thì tôi đang ở Vinh nên là đã khắc phục được. Đấy, thì họ cài lại cái gì đấy nên là đưa được. Cái lỗi thứ hai ấy là cái lỗi cruise control. Khi mà đi trên đường quốc lộ ấy, mà đi dài đi cả ngày ấy, thì là cái cruise control này cực kỳ hay. Đấy, thế nhưng mà tôi đã gặp phải khá nhiều lần là bị lỗi nhá. Khi mà tôi bấm ấy, có thể là hay là tôi cứ nghĩ là lỗi thôi, chứ còn không có phải là do người dùng. Tại vì người dùng thì làm sao mà cứ bấm thôi chứ. Đấy, thì tôi bấm thì là nó báo lỗi lên trên này, nó báo lỗi lên trên này. Đấy, thì có những lúc thì nó báo lỗi và khi phải dừng lại, tắt máy đi thì mới được. Còn có những lúc thì bấm vào thì nó không tác dụng gì. Đấy, chỉ có khi nào mình để một lúc lâu sau đó mình bấm lại thì mới được. Đấy, thì là cái lỗi thứ hai là cái lỗi cruise control. Lỗi thứ ba mà tôi nghĩ là khá là nghiêm trọng đó là cái lỗi về cái nhớ gương. Cái gương này, bên này nó có cái tính năng gọi là khi mà mình cái số lùi ấy, và mình để cái này, để cái nút này ở bên phía R này là lùi này, thì nó sẽ cụp gương lại để mà mình lùi mình cho nó dễ. Tại xe này nó cao, lùi xuống mình nhìn bánh nó dễ hơn. Đấy, thế nhưng mà nó lại không nhớ. Chính vì thế cho nên là khi mà mình nó lại thay đổi góc đi. Đấy, thì là mình đi thì nó lại vảnh ra phía khác. Theo tôi là nguy hiểm. Cái lỗi này là lỗi hơi bị nặng. Đấy, lỗi hơi bị nặng của anh VinFast là cái lỗi nhớ gương lùi nhá. Chính vì thế cho nên là bây giờ tôi gần như tôi không để cái tính năng đấy nữa và tôi tắt nó đi. Tôi tắt nó đi để mà tôi lùi các thứ, là đỡ phải mỗi lần như thế lại phải xét lại cái gương, là rất là mất thời gian. Đấy. Rồi, cái thứ ba đấy là cái nút start stop này. Cái start stop này hình như là có lỗi. Tức là nó, ví dụ mình khá là bất tiện, tại vì là mình nhiều lúc là nó stop xong cái là nó tắt xử máy luôn. Đấy, tắt xử máy luôn. Nút start stop này là để mà tiết kiệm điện đấy mà. À, tiết kiệm xăng đấy. Đấy, nhưng mà nó chưa được ok lắm. Đấy, bị lỗi. Rồi. Cái lỗi tiếp theo cái nữa là cái wifi. Tức là ở trong này nó có cái mục mà người ta bảo rằng là nó là cái đây này, cái wifi này. Đấy, thì nó sẽ ra là cái gọi là mình nối cái điện thoại của mình vào thì nó thành một cái hotspot, tức là cái để mà phát wifi cho mọi người sử dụng ấy, trong xe sử dụng ấy, thì không được. Như này là không được. Đấy, thì VinFast có bảo rằng là cái này đang update lại cái phần mềm thì sẽ được. Nhưng mà hiện tại tôi dùng là chưa được. Mà option này là mất mấy triệu đấy nhá. Đấy. Vì full option nên là thực ra tôi không nghĩ cái này không cần thiết, nhưng mà đã bỏ tiền ra rồi thì phải có, và nhưng mà nó không được. Rồi. Cái lỗi một cái lỗi nữa tôi nghĩ là lỗi, tại vì là tôi mấy lần tôi thử đều không được, là cái cảm biến khoảng cách ở phía trước này. Ví dụ mình đỗ lùi thì cái cảm biến parking này nó active, nó hoạt động, và khoảng cách là mình sẽ là mình lùi là nó lùi hay tiến đều có, 4 cái sensor xung quanh đều có. Nhưng khi mình đỗ, ví dụ đỗ đâm đầu chẳng hạn, là cái này là nó chả có active gì cả. Bình thường ví dụ mình đâm đầu vào mà sát cái là nó phải báo. Thế mà nhiều khi mình tưởng là cái này nó đang làm việc, mình đi mình dí sát đầu phát là nó chả báo gì cả. Đấy, rất là nguy hiểm. Cho nên là cái lỗi này hình như là tôi nghĩ là tôi chắc là tôi phải kiểm tra lại một lần nữa, nhưng mà tôi mấy lần rồi tôi thử thì đều như thế. Đấy. Rồi, còn cái nữa là cái đèn, mở góc ở đằng trước ấy. Thì người ta nói rằng là khi mà vào cua thì cái đèn này nó mở cua theo, nhưng mà tôi thử thì tôi chưa thấy nó cua ở đâu cả, và nó chỉ sáng cái đèn ở bên dưới lên thôi, sáng cái đèn một cái đèn gầm ở bên dưới, chả có ý nghĩa gì khi mà mình đi nhanh. Đấy, thì là không có ý nghĩa gì cả. Đấy, thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái lỗi nhá. Rồi, bây giờ tiếp theo đấy là các cái bất tiện. Đấy, tôi sẽ nói tiếp theo là các cái bất tiện ở trên xe này nhá. Thì trên xe này thì cái đúng như cái mà tôi lo ngại ấy, là cái màn hình này là cái bộ điều khiển trung tâm này. Đấy, thì đúng nó đã thành hiện thực là thật sự là bất tiện. Tại vì sao? Tại vì là cái điều khiển cho điều hòa chẳng hạn. Ví dụ mình đang lái xe, mà mình muốn tăng giảm nhiệt độ, ví dụ như lúc đấy đang vào cua rất là vất vả chẳng hạn, hoặc là đang tránh người chẳng hạn, người mình nóng lên chẳng hạn, chứ là mình điều khiển chẳng hạn, hoặc là đang cãi nhau vợ chẳng hạn, đúng không? Thế thì là điều khiển điều hòa là rất là nhằng nhá. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như giả sử mình đang tắt màn hình đi, như này. Ví dụ như tôi đi tôi hay tắt màn hình này, thì để mà ông muốn thay đổi điều hòa ấy, ông phải gần mấy thao tác như sau: chạm tay vào đây, đúng không? Xong rồi mới lại bấm vào đây để mà thay đổi nhiệt độ này. Đấy. Hoặc bấm vào đây để thay đổi tốc độ gió và thay đổi điều hòa. Như vậy cần phải 1, 2, 3, 4 cái lần thao tác thì mới có thể thay đổi được nhiệt độ điều hòa. Thì thật sự là bất tiện. Nếu như so với cả cái điều hòa ngày xưa mình dùng ấy, thì là có hai cái núm này chẳng hạn, một bên là quạt, một bên là nhiệt độ chẳng hạn. Mình xoay như vậy chỉ cần hai thao tác đã thực hiện được hai thao tác so với cả 4 đến 5 thao tác ở cái thằng này. Đấy, nếu như bình thường thì có thể là không sao, nhưng mà mình đang đi chẳng hạn, mình đang đi mà mình còn nhìn vào mấy cái nhỏ này mà mình bấm á, không đơn giản đâu nhá anh em nhá. Nếu như mình đi với tốc độ 70-80 mình thay đổi cái này á, cực kỳ khoai luôn. Đấy, không dễ đâu, mất an toàn. Cho nên là thực sự là cái này là một cái điểm trừ rất là lớn. Ngay từ lúc tôi mua tôi đã lăn tăn rồi, nhưng mà khi vào thực hiện thì đúng là nó đã thành hiện thực. Thật sự là hơi bị buồn ở cái này. Đấy, thì mấy cái nút này, ví dụ như tôi nghĩ là phải có 3 cái nút xoay ở đây bằng cứng để mà thực hiện cái thao tác với điều hòa. Đấy, cho nên là cái màn hình này, cái điều hòa là rất dở. Cái thứ hai nữa là cái thao tác cho phần media, phần âm thanh. Đây, ví dụ như âm thanh mình đang nghe nhạc, nghe nhỏ nhá, mình đang nghe nhạc như thế này. Đấy, mà để mà mình thao tác, mình chuyển bài, chuyển biết các thứ cũng phải bấm mấy lần. Thế thì nó cũng bất tiện. Và hai nữa là trong cái này nó cũng chưa được thân thiện lắm. Ví dụ như là ví dụ như mình đang nghe nhạc chẳng hạn, mình muốn thay đổi theo kiểu gì đó thì mình nói chung là nó cái user experience, tức là cái trải nghiệm người dùng, thì là tôi nghĩ là phần màn hình này còn hơi kẹt, còn nhiều cái điểm mà bất tiện. Rồi, Tiếp theo là cái nút tắt màn hình này, nút tắt màn hình cũng thế. Đấy, ví dụ như tôi đi, ví dụ buổi tối chẳng hạn, mình cái này nó hơi chói thì tôi muốn tắt nó đi thì tôi cứ phải kéo cái này xuống và tôi tắt cái này. Đấy, tôi tắt cái này và nó, màn hình nó đen như này thì mình đi đỡ chói chẳng hạn. Thì hoặc là kể cả bình thường ấy thôi, mình có cảm giác có một cái màn hình bật ở đây nó tốn điện chẳng hạn. Đấy thì tôi thấy là nó phải mất thao tác như thế để mà tắt xuống. Hai nữa là khi mà mình bất kỳ mình làm một cái gì, mình làm một cái gì thao tác, ví dụ như thay đổi nọ kia thì màn hình này lại hiện lên. Đấy, màn hình lại hiện lên. Đáng theo tôi là nó không nên hiện lên, chỉ khi nào mình muốn hiện lên thì mình ấn vào đâu đấy, giống như là màn hình iPhone chẳng hạn. Thì bấm vào đây cái gì để lên chẳng hạn, để tắt với cả bấm ở đây thì là được này. Thì tôi nghĩ là được này, hay hơn này. Đấy, chứ còn mỗi lần lại phải thế này, xong hơi tí nó lại sáng lên lại phải kéo xuống lại tắt. Đấy, tức là bất kỳ một cái thay đổi tính năng nào ở trên này mình điều khiển thì nó đều active cái màn hình này lên. Đấy, thành ra là nhiều lúc là cứ phải tắt bật cái màn hình này. Đấy, cũng bất tiện nha. Rồi cái bất tiện nữa là cái cụm điều khiển. Đây, cái cụm điều khiển này. Cụm điều khiển này gồm có đèn và mở cốp, rồi là cam 30-60 và đổ đèo. Thì nhìn chung ấy là ví dụ cái phần này nó có cái núm này thì mình dễ này. Cái này nhìn thế này thôi, nhưng mà lúc mà mình đang chạy 60, 70 hoặc 100 chẳng hạn, ôi trời ơi thì vô cùng khó luôn, hoặc là 30, 40 hoặc là đang đổ đèo chẳng hạn. Tôi trong thực tế tôi lái đã bị rồi. Cái nút này nó rất là bé. Mình lại còn để thấp dưới này nữa, lò dò này, đang lái mà lò dò ấn cái nút đổ đèo này cực quay luôn. Tôi lái tôi thấy như thế rồi. Đấy, nó còn nằm khuất ở dưới tay lái nữa cơ, nằm khuất tay lái như này, mình đang lái này. Đấy, không nhìn được đâu. Cái nút đổ đèo này và nút cam 360 này, tôi nghĩ là hai nút này phải để chỗ khác. Để chỗ nào dễ thao tác nhất có thể nhá. Ví dụ như là đấy, tại vì mình đang lái mà. Cái hai cái thằng này là thực hiện trong lúc đang lái, ví dụ như là những lúc mà mình đang hỗ trợ lùi và tiến nữa, cái thứ mà chỗ nào ấy thì mình cũng phải cúi lên, mình ngắm cái này. Giả sử mình muốn mở cái thằng cam 360 lên, mình cũng phải vào đây mình ngó nghiêng các kiểu xong rồi mới ấn được. Đang lái mà như thế là rất là bất tiện. Nó phải nằm ở đây chẳng hạn, hoặc nằm ở đây chẳng hạn. Đấy thì mới được, cực kỳ dễ thao tác thì mới được. Cho nên là cái nút, cái cụm này cũng có vấn đề. Đấy, cụm này cũng bất tiện nhá. Cụm này cũng bất tiện. Rồi gì nữa nhỉ? Khoang chứa đồ đây. Ui dồi ôi, cái cụm này tôi để được đúng thế này thôi. Đấy, để được có mỗi mấy quyển sổ thôi, bé tí đậu teo luôn, không thể nào đút được cái gì nhiều vào đấy cả, bé cực. Đấy, rồi ông này nữa. Ông này chả để được cái gì nữa. Ông này chả để được cái gì luôn. Sau đây đang có điện thoại. Ông này chả để được cái gì luôn. Này, tôi để được có điện thoại và để được mấy cái cà visit hết. Đấy, trông thì rõ đồ sộ, chả để được cái gì, không để được cái gì. Cho nên là khoang chứa đồ để đồ rất là hạn chế, cực kỳ hạn chế luôn. Cái này bình thường người ta cái hộp này đựng được khối thứ ba lăng nhăng vào đây, bây giờ mấy cái băng ký xe cái thứ chả biết để đâu. Đấy, khoang chứa đồ đựng đồ kém nhá. Rồi gì nữa nhỉ? Rồi xem nào, đang làm thì lại đang quay thì lại có điện thoại để mất tập trung quá. Rồi cụm khoang chứa đồ mấy cái thiếu. Ui 13 phút rồi kìa. Thôi 13 phút rồi, nhiều quá, lâu quá. Thế thôi anh em nhé. Hôm sau tôi sẽ cập nhật thêm các cái thiếu sót ở trên xe mà so. Tức là tôi nói thiếu, tức là thiếu ở so mức cái xe với giá tiền này các xe khác nó có. Thì tôi sẽ nói là thiếu. Đấy. Rồi xem nào, còn gì nữa không? Thôi được rồi, thế thôi, lần sau tôi sẽ nói tiếp nhá. Bây giờ nó hơi dài rồi, 14 phút là nhiều quá. Tôi nghĩ tôi làm chỉ 3 đến 5 phút thì quay đến 14-15 phút thế này, mất cả ngày rồi. Rồi, tạm biệt anh em. Anh em subscribe kênh nhá, để tôi tiếp tục cập nhật về VinFast Lux SA. Sắp tới là cái tiêu hao năng lượng, tiêu hao xăng ở trong phố. Ôi ôi, tôi đi mấy hôm nay chắc bật máy nhiều hay sao. Tốn xăng lắm. Ok, rồi tạm biệt anh em.